Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em mình hai cái loại kiều mà phải nói em rất ưng ý. Thứ nhất là kiều vuông lộc bắc, rồi kiều mỡ gà thái. Khi nó nở hoa ấy, thì cái bông của nó rất đạt cả nhà. Bông nó chùm từ trên xuống dưới, bông dày. Đấy, đây là kiều mỡ gà này. Thì anh em so sánh cái nụ kiều mỡ gà chuẩn bị nó bung, nó tròn hơn là kiều vuông lộc bắc. Cho nên khi ra hoa thì bông nó tròn cả nhà. Bông nó dày lắm. Lộc bắc thì cái cánh của nó mỏng, cho nên nó sẽ nhanh tàn hơn là cái kiểu mỡ gà nhá. Điểm chung thứ nhất là thân nó vuông anh em ạ, cho nên là dễ bị dình nhầm lẫn. Cái điểm chung thứ hai nữa là nó nở hoa vào đúng cái dịp Tết. Mà kiểu mỡ gà này thì tế nó là cái kiểu mỡ gà Lâm Đồng thân vuông, và người ta gửi đi sang Thái, người ta làm mô á. Sau đó là anh em nhập hàng về thì cứ quen gọi là kiểu mỡ gà Thái thôi. Nhưng mà thực tế nó là kiểu mỡ gà Lâm Đồng. Và nó cũng phân bố ở cái khu vực Lộc Bắc ấy cả nhà. Cho nên là cách đây mấy năm ấy, em bán hàng, em bán kiểu vùng Lộc Bắc là cũng thỉnh thoảng nó cũng lẫn vào một số những cái thân kiểu mỡ gà. Lá của kiểu mỡ gà thì nó dày hơn kiểu vùng Lộc Bắc nhiều. Cái loại kiều thì nó ưa ẩm nha anh em nhá. Cho nên trong cái quá trình mình trồng ấy, các bác muốn cái giò lan kiều của các bác nó phát triển tốt đấy, thì mình phải giữ ẩm cho nó. Giữ ẩm cho nó càng ẩm thì cái mức độ nó đẻ con. Ví dụ kiều vuông lộc bắc một năm nó đẻ phải tới 3 lần đấy cả nhà. Nhưng mà kiều mỡ gà này nó chỉ được khoảng 2 lần thôi. Đấy. Lá nó dày dẫn tới nó bông nó dày. Hoa nó thơm, nó mùi thơm, nó thơm hơn kiểu vuông lộc bắc cả nhà. Kiểu vuông lộc bắc này lá mỏng hơn này. Lá mỏng thì cánh hoa nó mỏng cho nên nó nhanh tàn. Nó được khoảng 7 ngày, nhưng mà kiểu mỡ gà thì anh em chơi nếu mà được khoảng tầm 10 ngày anh em ạ. Hôm nay là cái ngày mà nó nở hoa ngày thứ hai nha anh em nhé. Thì kiểu vuông lộc bắc mở khá căng rồi này. Đấy, bông tương đối sáng. Rồi kiểu mỡ gà. Kiểu mỡ gà thì nó chưa căng. Là ngày thứ hai nhưng mà nó chưa căng. Rồi trông cũng rất đẹp nha. Em có một cái thắc mắc này, không biết là anh em mình chơi lan kiều thì anh em có thể giải thích được không? Đấy. Để ý thì cái kiều mỡ gà khi mà nó ra nụ ấy thì nó hay xuất hiện một cái vỏ bọc phía ngoài này anh em này, vỏ bọc phía bên ngoài này nha. Đấy. Nhưng mà kiều vuông lộc bắc mà khi mới nhú nụ á thì nó không hề có cái vỏ bọc, và nụ nó cứ như thế này. Đấy, không hề có vỏ bọc nha. Nhưng mà khi mà cái nụ to thì cái vỏ bọc này tự động nó biến mất các bạn. Đây nha. Đây anh em xem này, khi mà nó mới nhú ra thì nó có một cái vỏ bọc phía ngoài này. Đó, đây nha. Các bạn em đang tìm hiểu xem đến lúc mà nụ nó to này thì không hề còn cái vỏ bọc đó. Đây, anh em quan sát kỹ nhé. Kiểu mỡ gà này có khả năng nó rụng đây cả nhà, nó rụng chứ nó cũng không là một cái cánh. Đây này anh em nhìn này, khả năng là khi mà cái nụ nó to thì nó sẽ tự động nó rủ nó rụng cái vỏ bọc. Đấy, nó cũng hay. Đấy. Bông tương đối đẹp anh em ạ, bông tương đối đẹp. Cho sát vào đây để anh em xem này. Các bạn là cái chậu kiều vuông lộc bắc này là do cả một cái rề này nó nuôi có hai bông hoa cho nó rất khỏe, nó đẩy được hết vẻ đẹp. À rồi anh em lưu ý nhá, khi mình chơi hoa mà các bác chơi kiểu nào mà để nó lâu tàn này, mà nó hoa nó vẫn tươi đấy, thì tốt nhất trong cái giai đoạn cây lan nó đang hoa như thế này này là mình không có tưới nước. Đây nhà em là bắt đầu là từ ngày hôm qua là em không có tưới nước nữa rồi này. Đấy. Nếu anh em không tưới nước ấy, thì cái bông lan này nó nở, nó rất căng và nó lâu tàn. Còn khi mà các bác tưới nước ấy, tưới nước đẫm vào ấy, thì rõ ràng là nó sẽ hút cái nước và cái cánh hoa này nó sẽ không có cứng cáp được. Nó không mở căng nhé, nó rũ, sâu lắm, trông sâu lắm. Em có thử nghiệm rồi, khi mà cây đang hoa mà em tưới nước vào ấy, thì chơi thậm chí chơi được có 4 ngày thôi anh em,
4 ngày bởi vì nước nó nhiều ở cánh hoa này, nó không mở căng này. Nhìn cái bông nó nhão, trông nó không có đẹp anh em ạ. Cho nên là giai đoạn mà cây lan đang hoa ấy, thì mình không có tưới nước. Nhiều anh em cứ sợ bảo nếu không tưới nước thì nó hại cây. Buổi tối anh em có thể là khi mình chơi hoa thường thường trưng trong nhà, thì buổi tối anh em có thể mang ra ngoài vườn để nó hút cái độ ẩm đấy, để nó vẫn duy trì được cái sự sống của nó mà. Còn trường hợp mà thấy nó khô quá ấy, ví dụ như ở trong trong Nam rõ ràng là cái mùa này là mùa khô rồi đấy, nó khô quá thì anh em có thể xịt cho em xịt phun sương thôi, xịt giữ ẩm thôi, chứ đừng có cầm vòi rồi tưới đẫm cho nó là nó nhanh tàn. Và trong cái giai đoạn cây đang hoa như thế này này, và cái mầm, những cái mầm này nó chuẩn bị nó bật ra đấy, tốt nhất là không nên cho mầm nó ra ngay bây giờ. Nếu mà độ ẩm nó cao thì chắc chắn mầm nó sẽ bật ra, và khi nó bật ra nó đang có hoa như thế này thì cây nó rất đuối, mầm nó không khỏe đâu đấy. Cho nên tốt nhất là sau khi chơi hoa xong thì để mầm nó mới bật ra, thì sau này cây nó phát triển nó mới tốt. Đây làm quay lúc khoảng tầm 10 giờ đấy anh em, cái ánh sáng nó cao. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký nhé. Anh em thả like ủng hộ em cái.